Mỹ bí mật sửa đổi HIMARS để ngăn Ukraine bắn hỏa tiến tầm xa vào Nga. Hoa Kỳ đã bí mật sửa đổi các bệ phóng hỏa tiến HIMARS tiên tiến mà họ cung cấp cho Ukraine để chúng không thể được sử dụng để bắn hỏa tiến tầm xa vào Nga. Thông tin được các quan chức Hoa Kỳ cho biết, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 5 tháng 12. Các quan chức cho biết đây là một biện pháp phòng ngừa mà chính quyền Biden cho là cần thiết để giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh rộng lớn hơn với Moscow. Kể từ tháng 6, Hoa Kỳ đã cung cấp cho lực lượng Ukraine 27 phóng hỏa tiến pháo binh cơ động cao, hay còn gọi là HIMARS, và một lượng lớn hỏa tiến dẫn đường bằng vệ tinh với tầm bắn gần 50 dặm, khoảng 80 km. Những hỏa tiến này được Ukraine sử dụng để tấn công các kho đạn dược, nguồn cung cấp hậu cần và trung tâm chỉ huy của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Các tiết lộ mới cho thấy rõ ràng chính quyền Biden vẫn lo ngại nguy cơ đụng độ quân sự với Nga, nước đang sở hữu kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới.